À, Đỗ Long và Sam là quen nhau chắc cũng hơn 10 năm rồi đó. Và tình anh em duy trì đến tận bây giờ. Bởi vì Sam chưa bao giờ hát cho Đỗ Long nghe. Chứ nếu mà... Anh à, em nghĩ là sau khi mà nghe Sam hát thì cái tình anh em nó không còn được duy trì đó đó, anh nói tránh đi đó em. Dạ. Hàng đi karaoke không bao giờ rủ em. Đi karaoke là toàn là bỏ... Sam à, đừng có làm tổn thương mình nữa. Thôi em biết rồi. Tiếp tục đi. Và hồi nãy mọi người cũng biết là Trang ở trong sân khấu là Trang cũng đã xin được để kiếm thêm thu nhập, đó là Trang xin anh Đỗ Long diễn cho show sắp tới của anh Đỗ Long, mà Trang cũng quá là gọi là viên mãn trong ngày hôm nay rồi, cho nên là ngày hôm nay là Trang chỉ cố gắng là về nhì thôi để hy vọng là không vào đội tôi. Tức là chị tới đây là chị có show trước rồi đúng không? Rồi. Không, chị mới xin, chị mới xin. Mới xin thôi nhưng mà anh chưa nhận lời. À vậy chưa nhận lời. Anh Long á. Ủa sao vậy? Anh Long. Anh nghĩ sao về hai người mẫu này? Tôi không có tự tin lắm. Sam, nếu mà anh có làm show cho Model Kit thì anh sẽ gọi em. Trời ơi, chú chị nói làm chi. Ủa, cho bị quăng vô cái giải Kit luôn kìa. Kit là còn khen đó. Kit là còn trẻ, khen chị trẻ đó. À, trẻ. À, à. Bé được. Ngày hôm nay em chọn màu đỏ rất hợp bởi vì chị thấy nó cũng... Máu nó cũng quá nhiều rồi đó. Tổn thương quá mà. Dạ. Em cũng không hiểu có lý do gì mà tại sao cái lần nào em gặp chị Sam là cũng hát luôn á. Chương trình nào cũng phải hát luôn. Không, tại vì là chị rất là có duyên với lại những cái chương trình ca hát. Những cái chương trình ca hát là cứ giống như là người ta khoái chị hay sao á. Khoái chị làm MC á chị. Khoái chị làm MC á chị. Đi ra đi nấu ăn cũng hát nữa. Đúng rồi, nói chung là... Chứ tranh thủ là hát à. Johnny. Như vậy là chúng ta đã ổn định được hai đội của ngày hôm nay rồi nha. Xin mời các bạn về vị trí của mình. Đặt tên đội trước đã. Có vẻ như cô bé này đã quên chương trình rồi. Còn hai tuần. Hai tuần quá là lâu đi. Nó có những cái ký ức nó vụt mất. Yeah. Mình thoáng quên thôi. Bây giờ là chúng ta hãy đặt tên đội nha trước khi về vị trí. Em xin phép lấy tên đội mình là đội thiện lành được không ạ? Sao cái đội... Anh ngượng quá. Anh được. Lâu lâu mình cũng phải... Thiện lành. Được ạ. Đến diễn giải hiền. Đội chúng tôi là đội thiện lành. Như vậy thì bên đây sẽ là... Thiện bên đó là thiện lành hả? Dạ, bên này sẽ là... Ác lành được không? An lành hả? Đội an lành nghe nó Giáng sinh chứ sợ. Dạ, nếu bên đội chị đó là thiện lành thì đội em sẽ là thôi an lành ạ. 3, 2, 1. Anh để đấy cho anh đạp đấy, anh thử đạp đấy xem nào. Không được. Ôi, cẩn thận nhắm mắt cho em nha. Đó. Ê, trời ơi. Okay. Sao vậy, Lily nhường hả? Ủa là... Sao? Làm sao là anh em mình bị bắn? Không, là cái phần chơi vừa rồi là xong rồi. Không sao hết. Bé ơi, dạ. Hồi nãy là mình thử thôi đúng không? Mà mình thử là mình tính luôn rồi đó. Tôi muốn là đội tôi với ăn đồng chia đúng không? Chơi thì chơi thử. Mời vào đây. Thắng thì thắng thể. Tới đây nè, mình chưa... Trả lời đi ạ. Chưa, biết rồi, nhưng mà cái này là hình phạt của đồng đội của mình dành cho mình khi mà mình đã tự... Tôi muốn Linh Ly ngồi ở đây trả lời luôn. Quá nước quá, quá nước quá. Cũng phải lướt tại vô đây, cái tội dạy trai. Ai mượn gì? Ngồi vô đây. Có mà thua thì cùng nhau mượn. Bước qua đây rồi. Cho này phải thắng nha. Cho kiến đi. Cho một cây kiến luôn. Cho chừa cái tật ha. Lượt thi đấu tiếp theo thuộc về Thiên Trang và anh Đỗ Long. Wow. Em nghe đâu là sắp tới mình có show thời trang anh hả? Ủa sao đi vậy? Sao vậy? Dạ, em chỉ nói vậy thôi. Ủa chị biết em vì tiền có thể làm mọi thứ rồi, thôi anh đạp luôn đi nè. Đạp luôn. Như vậy là cả hai đội chúng ta chuẩn bị nha. Bắt đầu. Ủa? Thôi hoa hậu luôn hả? Đăng Quang hả? Cái vị trí vô đét đó là chỉ có người đó. Trời, hoa hậu gì mà bạo lực cái gì bé. Giám khảo hoa hậu đó, giám khảo hoa hậu. Tự trọng đi. Trời ơi. Trời, anh làm chân em. Trời ơi, anh quá má. Quá Long ơi. Cố lên anh Long ơi. Trời ơi, anh Long tính là không có giường ai. Trời ơi. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Em ơi, cố lên. Em mệt mệt quá. Cố lên. Có chân. Em mệt quá. Trời ơi, có chân. Ủa anh bể trước rồi. Ủa cái này là xì thôi chứ không có bể. Nhưng mà cũng là một dạng. Nhưng mà chương trình nói là bể mới được. Bể rồi, bể rồi. Bể rồi. Bây giờ em làm chứng là bể rồi. Một dạng bùm ga như vậy là bể rồi. Không sao. Anh giám khảo hoa hậu mà anh bạo lực quá. Thôi. Em thấy vậy là bể rồi đó. Bể rồi đúng không? Dạ bể rồi. Có anh Long bể trước. Cho anh Long nắm tay mà nắm như trâu vậy đó. Khổ thân.
nát cái bàn tay luôn.